Vâng, bác nào mình muốn xem sỉ có và sở hữu một cặp Boss 701 hai lỗ thông hơi đẹp, cũng như là cặp này thì cặp màu đen nha các, màu đen, cặp này sẽ bay về còn cả cái thùng luôn, thì không phải thùng, không phải thùng xốp của nó, có thùng mà bên nước ngoài họ gửi đóng gửi về rất là kỹ lưỡng, và em sẽ đóng thêm một lớp xốp nữa. Thì cặp này các bác thấy còn chân, còn cái mút chân luôn, còn nguyên hết nha, nói chung đẹp lắm, hàng bay là đúng cặp hết nha các bác. Boss thì em đâu bay hết, không về từng cặp từng cặp. Bác nào có nhu cầu thì sở hữu cặp 701 hai lỗ thông hơi này màu đen này thì alo cho em, giá là 23 triệu nha, chỉ khoảng đủ thì em bớt 200 là còn lại là 22 triệu 800 bao gồm phí ship. Đây là cặp màu đen tuyệt vời, màu đen bằng gỗ nghe không, mới keng nghe đó, chip bay. Vừa rồi em cũng về được cặp vàng, cặp xám thì đang về nha, vàng xám một giá, đen thì rỉ hơn 1 triệu nha các bác, trùng seri hết nha các bác, đúng cặp trùng seri. 701 hai lỗ thông hơi á, thì nó sẽ là 200W nhưng mà nó chơi lên maximum lên tới từ 400W nha các bác, nên rất là khỏe nha. Con này các bác chơi lực đánh rất là mạnh. Series cặp này là 0277 nha các bác, 0277. Đẹp cứng luôn nha, cứng cửa luôn các bác. Bác nào lấy alo cho em qua số điện thoại này. Đây là hình thức của em nó, e căng đẹp tuyệt vời nha. Các bác thấy phía trên nóc này. Độ đẹp cặp này gọi là thiếu mũi thùng xốp, đẹp trên 95% nha. Hay là xốp nó dính này các bác. Bác là chốt alo cho em, không có điểm trừ, hàng sưu tầm hết nha, long lanh luôn, tổng thể của em nó này. Cạnh đồ đẹp tuyệt vời luôn nha, đây các bác thấy đây, đấy, đây các bác chỉ việc chốt thôi. Nếu thích cần cặp 701 hai lỗ thông hơi màu đen vân gỗ. Nếu các bác nhà đã có những cặp đen thì mình lấy luôn cặp màu đen, đen thì mình tiết kiệm hơn 1 triệu 1,5 triệu luôn các bác. Đấy. Một lỗ thông hơi phía trước và một lỗ thông hơi phía sau. 701 nó có hai bản nha, bản một lỗ với bản hai lỗ nha bác. Bản một lỗ thì ít người mua lắm, tại vì nó chơi nhau không có mấy tiền nhưng mà không có hay bằng. Đấy, như một lỗ thông hơi thì nó khoảng 18-19 triệu. Đấy. Thêm vài triệu nó chơi luôn hai lỗ, quánh cho nó nghe nó sướng quá. Hai lỗ thông hơi thì nó sẽ mạnh hơn bởi vì nó trang bị tới hai cái bát. Còn một lỗ thông hơi thì nó có một cái bát thôi nha các bác. Thì các bác biết được tại sao là có một lỗ thông hơi và hai lỗ thông hơi. Một lỗ thông hơi là chỉ một cái bát, còn hai lỗ thông hơi là có hai cái bát ấp đối xứng nhau, nên là nó đánh tiếng bát và nó là dữ nhất trong dòng Boss. Kể cả cái 601 tiếng bát không có lực và mạnh như 701 nha các bác. 701 là tiếng bát đỉnh nhất. Những lô Boss mà hot của hãng thì dòng 301 này, 601, 701, 501 thì cũng dòng nó ít người chơi, chủ yếu sưu tầm thôi. Còn nghi hát thì các bạn lựa chọn những dòng đời 301 và 601, 701. Rồi, video đến đây là kết thúc. Bác nào muốn sở hữu cặp này thì alo cho em nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.